gà nước là một loại chim trời có thịt ngon hơn thịt gà. Người dân trong vùng còn gọi là cúm núm. Gà nước có lông màu nâu, có lốm đốm bông đen. Trọng lượng gà nước vào khoảng 300-400 gram. Có nhiều cách để chế biến gà nước, hầu hết đều sử dụng các nguyên liệu dân dã nơi miền quê để ăn kèm, món nào cũng dễ dàng trở thành món ngon nhớ đời với những người đã từng được thưởng thức thứ gà nước chim trời có một không hai này. Món ăn phổ biến hơn cả phải kể tới là món gà nước hấp ngải cứu. Hấp là cách chế biến đơn giản và có thể giữ nguyên hương vị của gà nước. Gà nước làm sạch, hấp cùng một ít ngải cứu, thịt ngọt mềm, thêm hương ngải cứu thoang thoảng, tạo nên món ăn hấp dẫn, khó có thể chối từ. Gà nước là một trong các loại gia cầm dễ ăn, dễ tiêu và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt thịt có màu nâu đỏ, chứa nhiều chất sắt giúp phòng chống thiếu máu. Trong thịt gà nước chứa nhiều albumin và vitamin cùng nhiều muối vô cơ rất cần cho cơ thể hơn cả thịt gà, thịt lợn, thịt bò. Thành phần dinh dưỡng của gà nước cao hơn các loại gia súc, gia cầm khác đến 10 lần, nhưng trong đó chất béo lại thấp hơn nhiều. Ngoài ra, nó còn có ưu điểm giàu chất dinh dưỡng, đạm, khoáng nhưng lại rất ít mỡ. Theo đông y thì thịt gà nước có vị ngọt, tính bình, không độc, là loại thuốc bổ ngũ tạng, bổ trung ích khí, thanh lợi, thấp nhiệt, làm cứng gần cốt, giúp chịu đựng được nóng rét như nhân sâm, tiêu nhọt do nóng nhiệt, tác dụng bổ hư, trừ bệnh và rất dễ hấp thụ. Có tác dụng bổ ngũ tạng, loại cửu khiếu, ích trùng khí, mạnh gần cốt. Dùng cho các đối tượng suy nhược thần kinh và thể lực, trẻ em suy dinh dưỡng, người già lú lẫn, phụ nữ có thai và cho con bú, người mới ốm dậy cần lấy lại sức, người lao động vất vả. Nó cũng có phần bổ thận tráng dương, lưng đau, gối mỏi. Ngày nay, gà nước còn được dùng cho trường hợp béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch. Vì dễ hấp thu nên thích hợp sử dụng cho phụ nữ có thai, sau sinh đẻ, người cao tuổi cần bồi bổ sức khỏe. Trong đông y, thịt gà nước dùng làm bài thuốc để có tác dụng bổ dưỡng, mạnh gân xương, trừ phiên nhiệt, cần tả lị. Có thể dùng gà nước một con làm thịt, bỏ ruột, rửa sạch, chặt miếng, nấu với gạo, thanh cháo ăn hàng ngày là thuốc bổ cho trẻ em, chữa cảm tích, suy nhược, biếng ăn. Người cao tuổi cơ thể yếu mệt, ăn không thấy ngon. Thịt gà nước ninh nhừ với hạt đậu ván trắng và gừng tươi, chữa kiết lỵ, thêm ít đường và rượu, có tác dụng nhuận phế, bổ khí, thông huyết, chữa viêm phế quản mãn tính. Đặc biệt, gà nước kết hợp với ngải cứu không chỉ tạo ra một món ăn ngon mà đó còn là phương thuốc trị các bệnh về thần kinh. Gà nước là một loài chim sống hoang dã. Gà nước là rất là bổ, dùng cho những người mệt mỏi. Gà nước là thông an tán, gà nước thì thông huyết bổ khí, dùng cho những người mệt mỏi, những người suy nhược, kém ăn kém ngủ.
khi ta dùng gà nước để ăn thì rất là tốt. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn chế biến món gà nước hấp ngải cứu. Đây là con gà nước tươi, nó là thuộc họ chim nhà con chim sông cầm. Họ chim sông cầm thì nó có cái tính chất là rất là bổ và thịt rất rất thơm và rất béo. Thì hôm nay tôi sẽ chế biến một món ăn đơn giản và gia đình mình cũng có thể làm được. Đầu tiên là con chim mình sẽ làm sạch lông, sạch sẽ con chim. Sau đó mình cắt từ con chim ra. Mình sẽ cắt từ con chim ra. Đấy, sau đó mình tẩm ướp gia vị. Gia vị làm món này là gồm có gừng tươi, thái lát, ớt cay, mình cũng thái lát. Và sau đó mình sẽ bỏ rượu gừng để mình xử cái vị của các loài chim. Đấy, một chút thôi. Mình sẽ bỏ một chút giấm để làm tăng cái vị ngon của và làm nhanh mềm chim. Sau đó mình đập thành tam củ. Các bạn chú ý là hành tăm mình làm nhiều thêm một chút. Sau đó mình sẽ tẩm ướp gia vị chim. Gia vị gồm thì mì chính, muối súp, hạt nêm và một chút tiêu. Trộn đều con chim này cho nó ngấm gia vị. Khi mình trộn lẫn gia vị đều rồi thì mình để khoảng tầm 10 đến 15 phút để cho nó ngấm vào con chim. Đấy. Để ngấm vào con chim là mình sẽ chuẩn bị nồi bếp để mình hấp nó. Đầu tiên á thì mình sẽ bỏ một chút nước vào con chim vào nồi. Đấy. Sau đó mình lót ngải cứu xuống bên dưới. Ngải cứu mình bỏ xuống dưới nồi. Và mình đợi chim khoảng 15 phút sau thì mình sẽ xếp vào nồi. Khi mình bắt nồi lên khoảng 15 phút sau, con chim đã chín tới thì mình đây, cái này rất thơm. Ngải cứu tươi mình sẽ cắt nhỏ khoảng nửa phần một và mình sẽ bỏ vào nồi. Mình sẽ rải lên con chim ra nước. Mình bỏ sau như thế này là để cho nó xanh, màu xanh của ngải cứu, nó không bị vàng. Nếu mà để lâu quá thì nó sẽ bị vàng và nhìn không đẹp. Đấy, mình đầy lại trong vòng khoảng 2 phút thì mình tắt bếp và nhắc xuống.
Khi mà chế biến món gà nước hấp ngải cứu thì các bạn nên lưu ý là thứ nhất là mình về vấn đề thời gian. Về vấn đề thời gian là mình chỉ trong khoảng 12 đến 15 phút. Nếu mà quá lâu thì con gà nó sẽ bở, thì nó làm không ngon nữa mà nó mất cái hương vị của gà. Gia vị với lại những cái về ngải cứu thì mình cũng không bỏ quá nhiều. Nếu mà bỏ quá nhiều thì nó là ngấm vào miếng gà nó sẽ bị đắng và không ngon. Gà nước là món ăn ngon và nhiều chất dinh dưỡng, tuy nhiên vẫn còn những người không nên ăn loại thức ăn này. Những người thể chất thiên về âm hư hoặc mắc các chứng bệnh rối loạn tình dục thuộc thế âm hư hóa vượng, người gầy, nóng trong, mặt đỏ, lòng bàn tay và bàn chân nóng, trong ngực dạo dực, không yên, có cảm giác sốt nóng về chiều, đổ mồ hôi trộm, miệng khô, họng khát, hay hoa mắt chóng mặt, đại tiện táo, tiểu tiện xón, chất lưỡi đỏ thì không nên ăn. Một số bài thuốc từ gà nước. Bồ tỳ tăng cường khí huyết cho người mới ốm dậy. Gà nước một con, làm thịt, bỏ ruột chặt nhỏ. Hoàng kỳ 30g, cầu kỷ tử 30g, phơi khô, thái nhỏ, trộn đều, thêm nước, hấp cách thủy cho chín nhừ, thêm gia vị, rồi ăn cái, uống nước. Cứ 3 ngày ăn một lần, dùng từ 3 tới 5 lần. Hỗ trợ điều trị đái tháo đường, lấy thịt gà nước một con nấu chín với mộc nhĩ trắng 15g hoặc hoài sơn 30g và ngọc trúc 20g. Ăn cái, uống nước làm một lần trong ngày, không dùng gia vị, ăn nhạt. Bồi bổ sức khỏe cho người cao tuổi bị suy nhược. Gà nước một con, câu kỷ tử 24g, hoàng tinh 30g. Làm sạch gà nước, bỏ ruột cho vào nồi cùng câu kỷ tử và hoàng tinh, đổ đủ nước, hầm nhỏ lửa đến nhừ, nêm gia vị. Ăn ngày một lần, ăn một tuần từ 2 đến 3 lần. Phụ nữ huyết hư, da xanh, thiếu máu, bế kinh. Gà nước một con, miết giáp 15g, quy bản 15g, đại táo 30g. Gà nước làm sạch, quy bản, miết giáp nướng và đập vụn. Nấu miết giáp, quy bản, lấy nước bỏ bã. Dùng nước thuốc nấu với gà nước, thêm đại táo và gia vị. Đun nhỏ lửa cho chín nhừ, ăn ngày một lần, ăn một tuần 2-3 lần.